Rồi, ok không? 10 đô Freeze Black. Hello, 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 hello everybody. Welcome to Hell Vacate. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Hell Vacate. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game lâu rồi Hell không có up hả? Con hôm nay tên gì quên mẹ nè. Rồng Hần Quyền Hội. Và như tiêu đề hả? Hôm nay chúng ta có một cái code khá là khơm. Nhưng mà hộp gài mấy cái code gần gần nay nó không có cho thời gian dài nữa các bạn. Ừ, như nay nó fix lại cái lỗi đó luôn rồi hay gì á. Đó là chúng ta không còn code nhiều nữa ha. Lâu lâu thì hên thì heo lướt qua, có thì lụm thôi. Ok. Chẳng hôm nay để coi có cái nào đi tiêu phí được thì tiêu phí hả. Dạo này 18.000 hả? 18.000. Hôm nay chúng ta được một cái vé 10 đô hả? Chơi game Trung Quốc kia cả tối ngày cứ tệ 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 hoài. Ok. Với lại chắc đi tiêu bớt quá, 300.000 kim cương 320 rồi. Lười các bạn, không có thời gian chơi nên cái lười lười nó sao á. Ok, chắc nhiều anh em vào đây là để lấy code hả? Nên là vô đưa cái code đầu tiên luôn. Được thì anh em cho xin một like hả? Đó, rồi. Ok không? 10 đô 10 vé cam 1.000 kim cương 1 triệu belly. Ok. Ôi, belly có 612 triệu rồi hả? Ôi, lâu lắm rồi heo không để ý tới cái phần belly của mình luôn á. Không ngờ nay nó lại nhiều như vậy. Ok. Để coi có cái nào nâng được nâng luôn. Dù sao cái này cũng mấy mốt cũng nâng lên hết mà. Đam Rick Cổ lộn. Không có cái nào mà để nâng nhiều hết á. Ừ đúng rồi, bờ lách. Nhớ rồi. Bờ lách. Ở code mới mở rồi đó nha. Đó, anh em nào lấy code thì có thể kéo lại phần trước ha. Bây giờ đi tiêu phí loại bạ thôi các bạn ơi. Tất nhiên là sẽ mở Black rồi. Sau khi mà heo luộc lên xong con Black thì sẽ lên con kế con Black, con đó tên gì ta? Quên mẹ nữa rồi. Nhưng mà con đó nghe nói nó búp đam đồ cũng ngon lắm các bạn. Nên là trước mắt là lên xong con Black đó đã. Nào. Cũng vài tuần rồi ha. Heo không chơi, không gài, không làm clip với nhiều anh em tưởng đâu là heo không chơi các bạn. Thật ra là vẫn còn chơi nha. Ngày nào cũng vô làm nhiệm vụ gom nhiều nhiều. Mình là hậu dạng cày chay các bạn ơi. Gom nhiều nhiều rồi vô ăn một lần một ha. Chứ tiền đâu mà ăn hoài. Ok, 300 nè. 300. 300 là hình như được 5 cái. Ủa, à đúng rồi 5 cái. Nhưng mà 5 cái này. Ôi, sắp đầy rồi. Còn 1. Cái gì? 5, 6, 6 cái nữa. Ô, 6, 6 x 6, 36. Ôi, ôi, 306 nữa là đầy rồi các bạn ơi. Rồi, hết mẹ đó rồi. Nhưng mà không sao, 306 nữa là xong con Black rồi. Ngon. Nhiều, ok, 306. Hôm nay làm nhiệm vụ lụm luôn rồi. Còn cái rương này. Rương này thì Blue Vegeto. Lấy con này đi. Khoan. Nếu mà có khoan, từ từ đi. Cái rương đó để từ từ đi. Broly. Tất nhiên là lấy con này rồi các bạn. Đang nuôi con này mà đúng không ta? Con này con gì à? Khoan, đúng không? Không, không phải. Ủa, con đó mình không có nuôi à? Con này hổm gài hết nấy luôn các bạn. Blue Vegeto. Con này khá hơn nhưng mà hổm gài hết vé rồi, nằm luôn ở đây. Đậu xanh á. Nhiều anh em kêu là nuôi con Mui đi. Nhưng mà Mui không có tiền các bạn ơi. Mui nó vẫn nằm đây ha.
phải lên được xong con Beirut thì sẽ lên con Bui sao? Nãy giờ ăn cũng có nhiều đâu, có 4.000 mấy rồi các bạn, đâu có gì để nâng. Còn quay thì ôi vé còn nhiều vậy, mà để từ từ đi, gom nhiều nhiều ăn lần. Ơi sẵn rồi có 10 đô chúng ta bỏ thêm ra 10 đô ra nữa để mà cắn luôn móc 20 ha, kiếm thêm đồ đi, chứ để hoài để làm gì đúng không anh em, cắn luôn. Ok 20 đô đi nhanh gọn lẹ, và chúng ta lụm cho mình được em hình như là hôm nay là chúng ta lụm cho mình được Black Visa không ta, 60 chắc không đủ quá. Ôi đủ nè. Wow, ok liền. Black Visa các bạn ơi. Nào. Đâu rồi, đâu rồi? Black Visa. Nào nào, đợi tí đâu rồi ta? Tí đi chụp lại cái này đang đẹp các bạn ơi. Trời ơi. Sao dài cái video nữa là chắc hết vé để mà cắn rồi. Rồi trong này nữa, lụm luôn 20. Rồi đây nữa, lụm luôn 18.000. Bí đầu cái kiểu thì chắc từ từ, để từ từ mới mốt nó ra nhiều hơn rồi mình vào mình ăn sao. Hiện tại thì nó cũng ít rồi. Mai chiều mấy con tướng mới đồ nó sẽ vô trong mấy cái phần nạp đồ này nọ, với là mấy cái phần nổi nè. Bệnh lắc đồ này nọ thì nó sẽ vô đây ha, là mấy cái báu vật mới rồi nó vô đây nó rẻ hơn, rồi tới đó mình lấy sao vẫn còn chưa muộn ha. Blue Vegito nè các bạn, mình để dành sao mấy mốt mình lụm con này cũng được lắm mấy chứ. Rồi lấy mấy con không xài nè. Mười con này đổi ra 10 sao hả? Thôi lụm con Vize về đi, để nó ở ngoài thảo nguyên kỳ lắm. Cây hả? Dạo này cây vàng khó kiếm ghê luôn các bạn. Trời ơi, dạo này cái cây vàng khó gì đâu. Tất nhiên rồi. Ôi, 100 mấy vẫn chưa đủ hả? Ok, đây, Vize Black. Black Vize, trước theo đã có review sơ qua rồi hả? Lúc mà nó mới vừa ra chưa có trong bảng xếp hạng đồ này nọ, lòng chưa có ai xài. Nói chung là chưa có ra trong cái nạp thì cũng đã thử rồi. Yeah. Ôi, ui tớp nè anh em ơi, wow. Tớp đi đúng 2 con luôn, mà 2 con này ở trong quà nạp mới ác chứ. Quải thiệt, đi đúng 2 con mà không ai đi con đó hết. Ôi dạo này sao nhiều anh em đi con này vậy ta? Quay. Con đó có nên lụm nó về không anh em? Đây Gogeta S4. Nếu hôm nay mình lụm nữa nó nằm ở móc Gogeta S4. Đây nè, đây nè. Ôi hôm nay nó đi chung với con này. Thôi. Ôi có tiền cái sướng là nạp 500 đô cái quá trời luôn. Tính ra nạp khoảng 1.000 đô là chúng ta được nhiều lắm luôn các bạn. Còn quay này có gì quay không? Không luôn, còn quay dạo này cũng không có gì ngon, vé nó cũng hết rồi. Đó, thì hôm nay giờ chỉ có code vậy thôi đó các bạn đó, chứ không có gì hơn hả. Anh em nào có chờ gì hơn thì chắc em cũng không biết cái gì hơn ngoài việc giờ chắc đi nâng báu vật đi ha. Giờ kim cương nhiều quá rồi, có nên nâng lên thêm không ta? 300 mấy nè. Ok, đẩy lên đi. Mấy cái này cần phải mạnh tay lên. Ok. Ui, còn một cái nữa đầy rồi các bạn ơi. Đẩy luôn đi ha.
không? Ô, đủ một món rồi. Ok là. Ủa, mà món này hồi nãy mình lấy của con nào vậy? À, Black à. Tươi. Ừ. Thì xe này hả? Xe này của con nào vậy ta? Nào. Cái món nào ngon ngon nhỉ? Cái này hồi nãy còn nhiều nè các bạn. À, chiếc xe này chưa ai xài hết à. Ôi, mít à. Mít kệ nó đi. Có những món mà không thấy ai xài hết nè. Ôi, mình đâu có mua nó đâu. Rồi, nâng hết lên nào. Bảo vật, bảo vật, bảo vật. Ôi, mít sạch. Cái này ngon nè. Ok. Cái nữa, thôi, cái này. Ok. Cái nữa. Đưa đi. Ôi giời ơi, vậy mà cũng mít được hay thiệt. Hay thiệt chứ. Vậy mà nó cũng bị mít nữa anh em. Trời ơi. Không hiểu kiểu gì luôn. Ơ, vậy mà cũng biết à. Ơ, hay nhờ. Trời trời trời, có 3-4 sao mà nó cũng biết được thiệt chứ anh em. Ơi ơi. Không phải làm thật được. Trời ơi, bây giờ mà còn đi xài cái súng này hả? Lâu lắm rồi không có lên nâng báu vật này nọ hả? Ok, cây súng này. Mấy cái này thì như cái này nữa hả? Cái áo giáp. Áo giáp của nó. Ông silo đây. Trời trời trời, nâng đúng được một cái luôn. Trời, thật là vi diệu. Ok. Chồng đẩy luôn ơi. Rồi, tháo luôn con này ra luôn. Lô, lô. Ồ, ồ. Cái đi. Mít, mít ngay mà. Mít luôn hả? Ôi trời. Ôi trời ơi. Mít lắm ê. Mít gì mà mít lắm, mít để vậy. Rồi. Ô, vậy mà cái này lên tuốt luôn. Mít, mít, mít. Ôi dồi ôi, cái cần mít méo mít đâu. Mít đâu? Không. Đi đập mấy cái báu vật tôi. Ok, mít rồi, nó mít rồi. Ô. Lên nè. Ôi, man. Ôi. Ôi. Ôi, ôi, ôi. Lên. Ôi ôi, vậy mà mít đầu xanh á. Ờ luôn các bạn à. Lên luôn đi. Trời ơi, tới cái này thì nó lên. Như bữa mình còn một món nào đó. Trời ơi. Không phải lao trời được. Mít đuổi trơn. Ê. Đây đây đây. Nào. Nào. Được không? Một. Mít. Lên. Ôi, không lên luôn à. Ok. 70 đi. Ôi, 70 mà mít à. Mít luôn à. Ôi. 70 là phải lên. Đúng vậy. 20. Lên. Đúng vậy. Ôi ôi. Còn một cái. Còn hai cái nữa. Ba cái nữa là full à. Ok. Sẵn. Này mình tươi tốt, mình đẩy lên cho nó 50-50 ấy. Dễ chơi. Dễ chơi, dễ trúng thưởng. Ủa, con này mình có xài hả ta? Có nhiều con ở ngoài. Nãy giờ tiêu cũng ít rồi các bạn. Đâu có tiêu nhiều đâu. Ví dụ như okay, cái nón này hả? Wow,
nãy giờ không nâng cái này hả ta? Ôi, thế mà mít à? Lên, trời ơi, có mày mít nữa chứ? Gì mà mít lắm mít để vậy? Lên, đúng vậy. Lên. Ôi, 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 lên, ôi 90% mà mít à? What the hell? 90% mà miss các bạn. Không thể nào tin được. Giờ mấy cái này nó lại lên. Lên hết đi, lên hết đi. Đó. Lên hết đi, lên hết đi. Lên 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 lên. Cái quả cầu thường là heo để nó khá nhiều đồ. Còn gì nữa không ta? Cái giáp hả? Ok, nhìn lại cũng không còn gì nhiều các bạn ơi, hết rồi. À, cái này nè. Đúng rồi. Cái này thấy nó ngon nè. Ô, trời, hay sao mà mít đầu. Thôi, thôi. Ôi. Thật là hải hùng. 22. Mới có lên 2 sao mà nó mít. Trời ơi à. Hỏi luôn, cái này hỏi cần ấy. Lên thì lên, không lên thì thôi chứ. Mấy cái rẻ tiền này mà. Cái này như là cũng cái đầu tiên nè ha. Mid nè. Mid nè. Cái 3 sao còn phải dễ lên. Cái áo giáp, hãy thấy đầu này nè. Đây. Này hết thì chơi thôi nha, nhiều ông thế nào cũng dùng thử được. Ôi trời, ông heo ghép, ông heo để mấy cái báu vật ngu như bò. Cái kiểu con đà điểu, thật ra là thích thì chơi thôi các bạn ơi. Có canh gì đâu, ngọc rồi cũng có canh gì đâu, hổm gài không có ghép luôn nè. Trời ơi, hổm gài có ghép ngọc gì đâu. Còn để y đây nè. Đó. Giờ mới có thời gian nè. Đó, lên 8 với các bạn sẵn rồi đi ghép ngọc và tiêu khoảng một ít kim cương ha. Để cho các bạn biết là heo vẫn còn chơi ha. Còn kho báu huyền thoại bên Milu thì nay nó không còn ra mấy cái event mà tiêu phí nữa các bạn. Là đây heo cũng bỏ đó luôn. Chưa không ra không có vô các bạn. Vô cũng làm, chờ nó có event mà nó không thấy event đâu hết. Chắc nó dẹp, chuẩn bị đóng luôn rồi. Chuẩn bị re-up bình là bản mới. Có là heo sẽ up cho các bạn liền ha. Nên là anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ha. Có là vô quẩy liền ha. Chứ để lâu ngày cái nó nguội lạnh hết. Đủ mà. Đấy. Rồi, dư sức. Ôi, dư sức. Dư sức. Đây càng dư thêm nữa. Ủa, khi nào mình cho con đó nó sẽ ké vậy ta? Đó. Ồ, có cho con bui này nó sẽ ké nữa hả? Okay. Rồi, ra coi nãy giờ mình tiêu được hết bao nhiêu rồi ta? Tiêu có 42.000 rồi các bạn ơi. Thêm 20 nữa là có móc 60 này có nên không ta? Bây giờ đi mua thì cũng không biết mua cái gì. Ủa? Nên các bạn ơi, nên lên luôn để ăn bóc 50 hả? Bây giờ mua cái gì trời? Giờ vẫn chưa biết là mình cần mua cái gì và có cái gì cần mua luôn á. Ok, được một mớ cây nè. Giờ thì chỉ có mở cây rồi mở bên kia rồi nâng lên thôi chứ giờ cũng đâu có cái gì mà mua nữa. 7.000 hả? 75.000, 7.000, 7.500. Mua được 100 hồn chứ được bao nhiêu đâu. Ôi là trời. Rồi, ok. Lách. Cái nào được cần. Ồ. Hả?
hết rồi ạ. Thiếu 10 hồn nữa các bạn. Nào, để nó đây đi. Ơ, thiếu 10 hồn nữa nè. Ở đây chú em mày đủ à. Ok. Đang kiếm chỗ tiêu kim cương đúng chất luôn các bạn. Ok. Con này thì dư sức rồi. Broly hả? Broly chưa đủ. Mui, à Mui nè. Còn nhiều lắm mới đủ lên con Mui nè các bạn ơi. 17 Blue hả? À, Blue mát rồi. Ủa, con Blue có heo mát rồi hả ta? Wow. Không nhớ luôn á, không nhớ là con Blue của mình nó đã mát tới đây luôn rồi đó. Có chỗ tiêu kim cương rồi. Đó. Blue kéo xuống coi. Ôi, đây đây đây. Ultra này các bạn. Wow, Ultra lâu lắm rồi không đụng tới luôn. Rồi, có chỗ để nâng rồi. Tiêu ít liền. Trời ơi, tính quay sơ sơ thôi giờ bị cuốn rồi. Anh em nào có đi lấy code thì đi đi hả? Em ngồi đây heo nâng tí nữa. Ơi, cảm ơn anh em. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Đậu đi ra coi coi. Đủ chưa? Nhiều nhiều nữa. 49 hả? 49 11. Một, nhanh mà. Tiêu mấy cái này chút xíu. Đây. Đây, 600. 102. Ui, nó cùng đi chung với con kia, giờ con thiếu nhiều lắm. Ok nha, rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. À mà thôi, để quay cho các bạn xem là heo ăn full luôn chứ. Nhiều ông lại nói trời ông này giả tạo, quay được có chút xíu cái nói ăn full, ăn hết, khổ lắm. Đây, tôi nướng lên hết luôn nè. Rồi, kiếm con một ếch. Đây, giam cha. Giam cha nè, giam cha. Giam cha nè, giam cha. Ok nè hả. Rồi, đây. Rồi, lên luôn. Ui, wow, ui, con này nhiều vậy. Wow, heo không biết là nó được nhiều hồn vậy luôn các bạn. Ủa, trời trời, con ạc của mình mà mình không biết là nó có nhiều hồn vậy luôn. Ui, đi ra coi coi. Ui, 58, còn khoảng, ok, nhanh quá. Rồi, mai chiều lại có chỗ để tiêu rồi đó. Được nha, được nha. Không biết luôn á. Giờ vô tự nhiên nhìn lại cái thấy. Được, mấy chiều cho con này full Z được. Cho lên đội hình phụ. Ok, thôi bye bye. Ủa, đâu, ủa. Ủa, ủa, 60.000 đâu. Khoan, khoan. À, còn tới 800 nữa hả. Đẩy luôn. Ok hả, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Ok, thôi bye bye, giờ là đủ rồi đó. Giờ là đủ chắc rồi đó, đúng rồi. Rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn.